Ê, anh ăn đi. Anh xin phép, anh có điện thoại. Em mời chị. Cảm ơn. Con xin phép bố ạ. Được rồi. Mà bà nghĩ gì mà tôi dám chê cô giáo? Nhỡ đâu sau này tôi có con lại là học sinh của bà thì sao? Thôi đi, tập trung vào việc ăn đi. Cho ăn nữa. Dạ vâng. Vợ ăn dưa chuột cho đỡ ngấy nhé. Anh phải xuống công trường gấp. Sao lại xuống công trường giờ này? Giờ này sinh nhật vợ anh vẫn đi làm à? Con xin phép bố mẹ, xin phép mọi người. Công trường con xảy ra chuyện nên con phải xuống xử lý ạ. Thế thôi, anh tranh thủ ăn đi, rồi còn đi. Chắc không kịp đâu, gấp lắm rồi. Không kịp ăn, tôi uống nốt ly rượu đi đã, rồi đi đâu thì đi. Dạ vâng ạ. Nào, uống đi anh. Ok. Ôi rồi. Đoáng vị. Con xin lỗi, để con dọn. Thôi, anh, để em làm cho. Không sao đâu, đổ vỡ là điềm lành, em cứ đi đi. Dạ. Em hộ anh nhé. Con xin phép bố mẹ. Con chào bố. Xin phép mọi người. Vâng, anh đi ạ. Này, bà cứ để đấy tôi làm cho. Hộ tôi nhá. Linh Khánh, ăn nữa đi con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ biết phải ăn nhiều vào ý. Mẹ, mẹ ăn miếng nem hải sản nhé. Đây, mẹ ăn đi. Có nhất thiết phải đi luôn không hả anh? Không hiểu mấy tay công nhân ghép cốp pha kiểu gì mà vừa đổ chiều nay đã võng rồi. Mình mà không xuống xử lý, nhỡ xảy ra chuyện gì như cái vụ cầu treo mà báo chí đang đăng ầm lên đấy. Thì lúc đó không những chỉ mất việc mà có khi còn cả truy tố nữa ấy. Không cần mang nhiều đâu em ạ. Vâng. Thôi anh đi đây. Vâng. À từ từ, để em lấy thuốc đã. Thôi không cần đâu. Điện thoại. Alo. Alo. Anh về. Khi nào về anh báo. Anh xin lỗi, đúng hôm sinh nhật em anh lại phải đi. Công việc mà, biết làm thế nào được. Thôi, em vào với mọi người đi. Anh đi đây. Anh. Hả? Anh đi cẩn thận nhá.
Alo. Ai đấy ạ? Đứa nào mà vô duyên. Giật máy đi em.